bạn nhỏ trường mầm non chính. Hôm nay cô Long sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có tên là Cá rô con lên bờ. Nào, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện của cô Long nhé. Trăng thu sáng vằng vặc, cá rô bố, cá rô mẹ mãi mê ngắm ánh trăng tròn vành vạch in dưới đáy hồ nước trong veo. Cá rô con thấy trên bờ các bạn ếch đánh trống rước đèn vui quá, muốn lên chơi mà nhảy mãi không lên được. Cá rô con liền nhờ bác cua kền. Bác cua kền ơi, bác cho cá rô con lên bờ chơi với. Bác cua kền trả lời: Cá rô con ơi, họ hàng cua chỉ biết bò ngang, không bò dọc lên bờ được đâu. Cá rô con lại nhờ bạn ếch xanh. Ếch xanh ơi, cõng cá rô con lên bờ chơi với. Ếch xanh rất nhiệt tình, nhưng vì ếch xanh nhỏ quá, không cõng nổi cá rô con. Cá rô con thơ thẩn đến sát bên bờ. May quá, có một chú rùa đang ở trên bờ thò đầu ra ngắm chăng. Cá rô con liền đến nhờ bạn rùa. Bạn rùa ơi, bạn rùa ơi, cõng cá rô con lên bờ chơi với. Rùa con liền đồng ý, cõng bạn trên lưng. Rùa con y ạch, từng bước mãi đến tới bờ. Cá rô con được lên bờ, rất vui sướng. Đi được một lát, cá rô con thấy hoa mắt, chóng mặt, ngã xuống đất. Rùa con sợ quá, kêu toáng lên: Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ rùa đang ở gần đó, chạy vội lại. Ôi, con của mẹ không hiểu gì cả. Họ nhà rùa thở bằng phổi, họ nhà cá thở bằng mang, không lên bờ được đâu. Con hãy mau đưa cá rô con về kẻo nguy mất. Nghe lời mẹ, rùa con cố gắng hết sức đưa cá rô con trở về. Chẳng mấy chốc đã về đến bờ hồ. Cả hai nhảy tõm xuống nước. Cá rô con hớp hớp cái miệng tròn hoe, rồi tung tăng bơi đến ngắm trăng cùng bố mẹ. Cô Long vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện cá rô con lên bờ đấy. Qua câu chuyện chúng ta biết được cá thở bằng mang và chỉ sống dưới nước thôi. Vì vậy, ở nhà chúng ta phải biết chăm sóc và yêu quý các bạn cá nhé. Bây giờ thì cô Long xin tạm biệt các bạn.